Mời các cụ nghe em đọc chèo nha. Chèo hát vang mừng xuân mới. Mùa xuân đến tưng bừng, hoa khoe sắc, ngắm đi ngắm đất, trời bừng lên trong nắng xuân mời cho đời thêm thắm tươi, mầm sống. Trên mì cành gió ý, gió xuân đi gọi đào mai hương ý, sắc ý, ngọt đi lành chứ đậm đi đà tình yêu đất nước đi chan hòa niềm vui xuân đã đến rồi khắp đất trời hoan hỷ ca ơi.
Chị U Sơ em chào chị nha. Chị cháu bán không bấm bận cháu không hát được chị. Em hát bài điệu chèo còn mãi trong ta. Em cũng song ca cùng mấy nghệ sĩ trẻ Thế Hoan ạ. Bế cả cháu hát chị ạ. Em ơi, từ xa xưa ông cha ta gìn giữ những làn điệu chèo đằm thắm của quê hương. Đào liễu du xuân duyên phận đường trường, thu không cấm gia tài lương vãn cầm. Ta quyết tâm giữ gìn điệu chèo quê hương. Tình nghi tuy cha ông ngàn để đời chắc chiêu để lại ơi cho chúng mê ta biết bao nhiêu làn điệu chèo say đắm ngọt ngào tự hào truyền thống quê hương gửi niềm thương trong câu hát điệu đò đưa ấm áp dâng đời. Câu hát lời lời ngọt người lời tình thứ hào vị. Bài này là của Thế Hoan hát một mình này, không để ý. Em hát bài Nhớ Bến Sông Quê địa con nhện răng mùng nha, soạn lời của anh Hưng Thiên Huy ạ. Duy Thạch em xin chào. Yeah.
chào chú Nghị Văn Nề. Em hát bài Tiếng Gọi Non Sông của em Dần Điện mới viết nha. Duy Thạch em xin chào nha. Cảm ơn cô quá. Trong tim đang vang vọng hai tiếng.
chào Vũ Vân nha, em chào anh Nguyễn Nguyễn ạ. Em chào Vương Thu ạ. Em chào chị xe đạp điện Tú Loan nha. Bài này cao quá. Bài thuốc hoạt huyết phá ứ có tác dụng hỗ trợ điều trị F0 triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng, hỗ trợ điều trị các di chứng. Em hát bài Mái nhà gắn kết yêu muôn phương, soạn này của anh Ý Như Xuân nha. Nguyễn Đăng Khánh em xin chào. Dương Hồng Thi em chào anh nha. Em xin chào tất cả các anh các chị ạ. Anh em một nhà thăm
xin chào ạ. Trịnh Văn Bình em xin chào. Khang của con rất thích được nghe. Thì vậy em hát bài Mùa Xuân Ta Ngỏ Lời Thương Của Mẹ. Em Khang nhé. Nhưng mà đợi tí thì em tìm. Để em vào kênh của em Khang em hát. Em Khang có một bài hát chờ, nhưng mà phải để tìm đó. Đang vào kênh, tại vì cũng hát lâu rồi, chắc là nó trôi cũng lâu lâu ấy. Hình như bài đấy là bài Mùa Xuân Ta Ngỏ Lời Thương sao? Em chào chị Hà Vũ nha, em chào chị Hà nha, hai chị Hà nha. Cái gì nhỉ? Giọng hát chờ bí ẩn nó ở chỗ nào? Các anh chị đợi em một chút nha. Không biết ở chỗ nào rồi cơ. Em đang tìm đây, nhưng mà mãi chưa thấy. Đến tận bản karaoke những 3 năm trước rồi sao vẫn không thấy bài đấy nhỉ? Cái điện thoại này của em lại không viết được, không lấy được bài, chỉ vào kênh tìm. Vâng, đúng rồi, có mà em chưa tìm được, chưa tìm thấy. Không biết ở chỗ nào đây. Giọng nam chờ bí ẩn của Gia Khang. Nhưng mà tìm mãi chưa thấy ạ. Hay em hát cùng mấy anh Duy Luyện này nhá. Tại vì mãi chưa tìm thấy. Mùa Xuân Ta Ngỏ Lời Thương hát cùng mấy anh cái gì nhỉ, nam chờ Văn Hiên. Tại không tìm thấy giọng nam chờ bí ẩn đâu thì em hát cùng mấy anh Văn Hiên nha. Mùa Xuân Ta Ngỏ Lời Thương. Nguyễn Cường em xin chào anh nha.
lộc biếc xanh trời, cây lá xanh xôi, chim trên cành diêu hát bài mới của em nhé. Cùng hòa điệu khúc cơ tình lời thương đã ngỏ. Nhớ không anh lời trao nhau còn đó, em thẹn thùng đôi má đỏ làm duyên. Anh vụng về hình ảnh ấy vẫn vẹn nguyên, còn ghi khắc trong tim bao kỷ niệm. Ta nắm tay nhau trong khoảng trời tim biếc, gửi tình yêu trong xuân đến ngọt ngào. Em có nghe đất trời nghỉ vào xuân đi. Khúc hát vàng ngân đi dồn đi giang đi, bầy chim ca hót đi. Sao lắng sâu em chào anh Khang Nguyễn nhá. Xuân tình thương nhau em xin chào chị. Như mừng hạnh phúc đôi ta, đẹp lời ca xây mơ ước ta cùng nhau vun đi đắp chung một. Hát vàng ngân ni ta cùng người.
xuân tươi đẹp đi. Chung mối duyên đầu xuân về hạnh phúc dài lâu, hẹn ngày sau duyên đi thắm ta cùng nhau xây đắp mối duyên đầu. Em cảm ơn các anh các chị nha. Mẹ là quê hương nhưng mà chưa lượt qua lần nào có hát được không? Rồi hát bài của em Phong Đình Đào Đình nhá. Nguyễn Nam Cung. Vâng, em đợi mọi người đi ngủ hết rồi em mới dám hát đây. Anh Nghi bằng anh ạ. Anh Như Mông ạ. Thank you.
nhưng mà em chưa hát qua lượt nào nên là đọc bị sai chữ. Phải hát hai lần thì nó còn không bị sai từ. Vũ Công Hậu chị xin chào em nha. Em nghệ sĩ Phong Đình Đào thông cảm nhé. Em hát bài Tình Anh Nơi Biên Giới nha. Hạ Long quê ta đi chị. Ừ, Hạ Long nhá. Để đi vào kênh của em để về Hạ Long. Em chào anh Việt Đoàn nha. Khúc gì đây? Em hát bài Hát Với Vùng Than nha. Điệu Sắp Qua Cầu của em soạn giả An Hải Minh. Quê ta đẹp cảnh đẹp người, biển xanh soi bóng. Xuôi gió con thuyền ra ban mai bừng lên tươi sắc thắm, sắc thắm mi một bừng tranh
Thái Bình nhảy một phát về đến Hạ Long luôn. Vâng, em cảm ơn các anh chị nha, đã động viên. Đúng rồi, hát để cho nó, con Covid nó sợ, nó bay đi. Kênh này của An không có bản karaoke mấy nhỉ? Có mỗi một bài à? Anh còn mãi mấy em nan nên là không để ý anh Hòa. Thì em hát bài Thành quê mẹ nha. Em hát trong ca cùng với anh Bùi Thiện Căn. Em ơi, ta lại cùng về bên kia sông Đuống, dưới cầu hồ con nước chảy nên thơ. Chiều quê phong cảnh đẹp mộng mơ, nắng vờn mây trong sương mờ hư ảo. Soi sáng muôn niềm.
anh qua thăm lại làng tranh năm xưa, nơi bên đồng hồ đẹp mỹ tựa vần thơ, vẽ nên phong cảnh non nước đầy mộng mơ. Sông quê in bóng đôi bờ
sừng nghi sốt ni. Chung câu nghĩa tình hát cùng với Vũng Luân. Tiện thấy đây là hát luôn ạ. Xa cách dặm trường y, anh ơi ta chung câu hát coi thường giang nam, con sông biển ngoài nơi đảo anh hiểu ý lòng vì em thương ý nhớ anh đứng nơi đây cánh ý giữa đêm ý ngày ngoài biên giới bao tình ý yêu chán đi mà nghỉ lòng hai đứa nghe câu hát luôn hướng về nhau đi hòa ý ước ban lì đầu hòa ý ước ban lì đầu ý thank you.
xa nhau nhắn gửi đi tình nghĩ em ơi anh nghĩ có đôi lời lại lòng đầy nghi vơi tháng năm mong đợi giữa ngoài trùng nghi khơi đứng nghi đây canh giữ biển trời anh luôn ghi nhớ những ý lời yêu xin chào và cảm ơn những ý lời yêu thương lứa đôi ta chúng nghĩ lòng xây đắp chốn quê hương mãi mãi đẹp đi giàu vâng đúng rồi mai em hết tháng nên mình nghỉ chị Thoa Trần em xin chào em cảm ơn các anh chị đã động viên em hát bài duyên phận phải chiếu nha xong ca cùng với Dũng luôn ạ. Trần Sinh nha. Đôi ta duyên phận phải chiều, ta hồng vẫn viết chỉ điều xa xăm. Cầm cây dao mặt dặn rằng, chỉ thề nước biết đạo hằng chớ quên. Duyên phận đi ta phải chiều đi này ai ơi đổi thay đôi nữa ta thời này đi duyên đi ơi phận đôi ta thời duyên đi phận ta phải đi chiều thời kéo đi xe mà vẫn biết đi ấy mây nghĩ sợi chỉ thiều thời này ra ơi
Ai đứng ở anh Đạo ơi. Em hát bài Mẹ Ngồi Khâu Áo đêm nay nhé. Anh đang bị Covid nó hành hạ đây này. Một tuần nay rồi không làm ăn thì anh hát đi cho nó hết Covid. Anh Trần Sinh ơi, hát đi cho nó hết Covid anh ơi.
với anh Minh Tuấn một bài. Người ta mách nhau rượu thịt chó chấm mắm tôm là khỏi Covid, đúng rồi anh ạ. Hay em hát thử bài này đi nhỉ, bài của anh Tiên Kiên Thích này, Mùa Xuân Nhớ Bác. Anh cứ ăn vào là hết Covid giống em. Mùa xuân về âm tình dân nghĩa đàng, nhớ Bác Hồ trong thơ Bác mênh mông, hình của Bác lồng trong bóng non sông, cho đất nước trải mùa xuân Bắc Tần. Mừng đất nước nở hoa, mừng bài ca dân đàng, nước non tỏa hương sắc hồng tươi, ấp trời xuân đều nghe tiếng Bác hi. Nồng ấm yêu thương dạng ngời trong phần thơ Bác, càng nhớ Bác Hồ khi xuân đến, tiếng Bác mênh mông ôm đất non sông, lời thơ Bác đọc xuân. Bye.
tiếp nha. Em thì em được nghỉ, mai em được nghỉ thì em ngủ đến trưa cũng được, không sao cả. Các anh các chị đi làm nên phải dậy sớm. Em hát bài Mùa Thu Nhớ Bác. Bài này của anh Hương Tiến Huy. Bác ơi, bác đã đi xa, ấm no hạnh phúc.
Bài để hát được. Em hát bài nỗi niềm ta đến nhau đúng không? Ta mí một cành. Chào chị Thúy Cần nha.
Em hát bạch cầu nối đôi ta nhé. Anh Trần Chính Vũ, em xin chào anh nha. Lòng những hy bồi hồi sao xuyến yêu em cô gái Hà Nam Hưng Yên đất mẹ nơi anh sinh thành chưa. Nguyễn Xuân Thu, em xin chào anh nha. Anh Chính ơi, anh bán hàng chưa? Bán lâu rồi à? Có đặt hàng không anh? Ngoài này chậm lắm, dịch chẳng có người đi chợ. Em kết thúc bài hát Chuyện Người Cô Gái Nàng Hoa nhá.
Vâng, em chào anh Nguyễn Xuân Điện nha. Em chào chị Hồ Điệp Uyên Ương nha. Một mình hai mít thảo nào hay quá trời. Tại vì cái bộ hát này của em nó cắm được hai mic mà. Anh Nguyễn Xuân Điện ơi. Thôi muộn rồi, em xin tạm dừng tại đây nha. Em chúc anh các chị ngủ ngon nha. Đêm ngủ xong rồi mơ về trèo nhá. Không biết anh Xuân Điện anh còn ở đây không? Anh Xuân Chính ơi, sao anh đắt hàng thế? Ở ngoài chỗ em chẳng bán được đâu, ế lắm. Chợ vắng tanh chẳng có người. Chị Hồ Điệp Uyên Ương cũng ngủ muộn thế. Em xin xuống nha, em chúc các anh các chị ngủ ngon nha. Trong anh nó nhậu mạnh lắm à? Hay là trong anh không có Covid nữa, hết Covid rồi? Mai em được nghỉ chị ơi. Mai em nghỉ mấy ngày nhỉ? 3-4 ngày. Em xin xuống nha, em chúc các anh chị ngủ ngon nha.